Vừa qua, Hội đồng Nhân dân huyện Quang Bình đã có buổi giám sát kết quả thực hiện đề án phát triển nghề nuôi cá lồng gắn với phát triển du lịch đồng hồ thủy điện Sông Chừng giai đoạn 2019-2025 đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Quang Bình. Sau khi đi khảo sát thực tế tại khu vực đồng hồ thủy điện Sông Chừng, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị các đơn vị được giám sát cần chú trọng việc quản lý đồng hồ, các vùng đất xung quanh đồng hồ. Các đơn vị cần nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với các đề án, phải có sự bàn bạc thống nhất trong quá trình tham mưu thực hiện đề án. Các đơn vị được giám sát cần xác định lại tổng thể đề án, giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, tăng cường kêu gọi các nguồn lực, thu hút đầu tư, tạo cảnh quan cho khu vực lòng hồ thủy điện Sông Chừng. Các xã, thị trấn xung quanh khu vực lòng hồ thủy điện Sông Chừng cần tăng cường tuyên truyền cho nhân dân trong công tác khai thác nguồn thủy sản. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang đã tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2023 trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, vụ đông năm 2023, toàn huyện có tổng diện tích gieo trồng là 1.603 ha, trong đó diện tích trồng cây ngô là 650 ha, diện tích trồng rau đậu các loại là 953 ha. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang yêu cầu các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân nắm bắt được cơ chế chính sách, kiện toàn ban chỉ đạo các xã, xây dựng báo cáo hàng tuần về tiến độ kiểm tra giám sát theo khung thời vụ trồng cây vụ đông với tinh thần chủ động, khẩn trương, đảm bảo cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Trước mắt, chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ phát động trồng cây vụ đông tại các xã và chuẩn bị mỗi xã một mô hình điểm về trồng cây vụ đông. Đối với cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chuẩn bị các điều kiện về giống, phân bón cho cây trồng vụ đông ở các xã.